Dạ em Phúc xin chào cả nhà đang quay trở lại với kênh YouTube Phúc Lộc Nhật Bản nhé. Số điện thoại Zalo của em là 0397697664 nhé. Cô chú anh chị đang xem trên live thì xin cho em Phúc một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh của em Phúc nhé. Bên em thì có rất là nhiều dòng bếp nhé, dòng đơn giản, dòng đa chức năng, full chức năng, đấy, dòng không lò nướng nhé. Đấy, cô chú anh chị ưng dòng nào thì liên hệ với em nhé. Hoặc là muốn tham khảo dòng nào thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại Zalo trên ạ. Đấy, và giá bếp bên em thì dao động từ 1 triệu 6 đến 4 5 triệu nhé cả nhà. Đấy, tùy theo từng loại bếp ạ, từng đời nhé cả nhà. Đấy. Và video ngày hôm nay thì em Phúc sẽ đi báo giá 3 chiếc bếp ga dòng đơn giản nhé cả nhà. Dòng đơn giản cho cô chú anh chị nào mà đang muốn tìm hiểu sử dụng dòng đơn giản thì hãy vào xem video này của em Phúc nhé. Xem là mình có nên mua một trong số 3 chiếc bếp ga dòng đơn giản này bên em Phúc không nhé. Đấy, và em Phúc cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị. Em sẽ đi ngay đến một chiếc đầu tiên. Đấy là một chiếc Rinnai nhé. Một chiếc Rinnai phím vặn thông thường này. Cực kỳ là dễ sử dụng nhé cả nhà. Bề mặt thì là bề mặt men nhé. Bề mặt men màu đen nhé cả nhà. Bề mặt men màu đen này. Đấy, cực kỳ là đẹp. Đời thì chiếc bếp này đời không cao nhé, đời không cao. Đây. Tháng 7 năm 2014 nha cả nhà. Tháng 7 năm 2014 nhưng mà thành vách này. Đây, bề mặt bếp còn rất là đẹp nhé, khá là đẹp, một chiếc bếp cực kỳ là đẹp nhé. Chiếc bếp này đây, gồm hai bếp nấu và một bếp nướng nhé. Đây, lò nướng này, lớp kính men zin của Nhật cực kỳ là đẹp nhé. Bên trong thì có một vỉ này, một khay này. Hình in ốc này, đang còn in hình chữ nổi logo của Nhật đó. Bên trong cực kỳ là sạch sẽ và sáng bóng này. Bên em đã vệ sinh sạch sẽ, test ok. Đấy, nơi cô chú anh chị mua về chỉ việc cắm dây ga là sử dụng nhé. Và bây giờ thì em sẽ test lửa cho cô chú anh chị xem. Đấy, có nhiều cô chú anh chị nói em là khi lên bếp thì nên báo giá trước. Đấy, vì vậy nên em từ video này em sẽ báo giá trước cho cô chú anh chị tham khảo nhé. Chiếc bếp Rinnai phím vặn đời 2014 thì bên em đang bán với giá là 2 triệu mốt nhé cả nhà. 2 triệu mốt đã bao gồm phí ship nha cả nhà, đã bao gồm phí ship rồi. Đấy, và bây giờ thì em sẽ đi test ngọn lửa cho cô chú anh chị mình cùng theo dõi nhé. Đấy, ngọn lửa của bếp Nhật bên em thì cực kỳ là đẹp nhá. Đấy, bo chi lửa rất là xanh và rất là đều này. Đấy, với ngọn lửa này thì chúng ta có thể tiết kiệm được đến 30% ga so với những chiếc bếp ga khác nhé. Và không những vậy nó còn không bị lem đít nồi trong quá trình mình nấu nướng nhá, rất dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng ạ. Và tính năng của bếp Nhật thì em nghĩ là cô chú anh chị nào cũng đã biết hai tính năng cơ bản, đó là an toàn chống cháy nồi và chống cháy nổ nhé. Đấy, và bây giờ thì em sẽ đi test tính năng chống cháy nồi ở bếp bên phải nhé. Đây, ngọn lửa cực kỳ là đẹp nhé cả nhà. Đấy, cực kỳ là đẹp, rất là xanh. Đấy, bên hôm nay thời tiết có vẻ không được ấy nên có ngọn cái ngọn nó hơi đỏ nhé, nhưng mà không phải là do bếp đâu. Bếp Nhật bên em lửa cực kỳ là xanh. Đây, em sẽ test tính năng tự động tắt bếp khi nồi hết nước nhé, giúp chúng ta không bị cháy nồi, cháy đồ ăn khi mà nấu để quên nhé cả nhà. Bên bếp bên phải và bếp bên trái em sẽ test tác động bên ngoài làm tắt ngọn lửa. Thì em ví dụ như nước trào xuống bề mặt làm tắt ngọn lửa hoặc là rúa lùa làm tắt ngọn lửa nhé. Bếp sẽ tự động khóa ga trong vòng 5 đến 10 giây nhé, cực kỳ là an toàn cho chúng ta nhé cả nhà. Đấy, và bây giờ em sẽ vặn nhỏ lửa và thổi nhé. Với tính năng này thì cô chú anh chị chờ em trong vòng 5 đến 10 giây nhé. Đây, bếp bên phải đã tự động nhỏ lửa lại rồi. Cảm biến hoạt động cực kỳ là nhạy nhé cả nhà. Cảm biến hoạt động cực kỳ là nhạy. Bếp Nhật thì luôn luôn đánh lửa bằng một đôi pin đại nhé cô chú anh chị. Đấy, khi mà cô chú anh chị mua bếp thì bên em sẽ tặng cô chú anh chị một cặp pin về để dùng thử nhé. Và test bếp và cũng như là dùng thử lúc ban đầu. Sau khi hết pin thì cô chú anh chị có thể ra các tiệm tạp hóa nhé, điện tử xung quanh nhà mình để mua. Rất là dễ mua nha cả nhà. Đây, bên dưới thì bên em đã bao bọc một lớp lưới chống chuột rồi nhá. Cô chú anh chị mua về không sợ chuột chui vào cắn làm đứt dây điện bên mình đâu, hư hỏng bếp ga nhá. Đây, bếp bên phải em cũng đã tự động tắt bếp, tự động khóa ga rồi nhá. Cảm biến hoạt động cực kỳ là nhạy nhá. Cảm biến hoạt động cực kỳ là nhạy này. Đây, một chiếc bếp dù là dòng đời thấp, giá tiền vừa phải nhưng mà lửa cũng như các tính năng đều hoạt động cực kỳ là thấp, cực kỳ là tốt nhá. Bên em dù là đời thấp, đời cao, đấy, bếp vẫn hoạt động cực kỳ là tốt, các tính năng vẫn rất là tốt nhé. Và bây giờ thì em sẽ đi test tính năng tự động khóa ga cho cô chú anh chị theo dõi ạ.
Đây nha cả nhà, đây ga đã được khóa hoàn toàn rồi nhá. Cô chú anh chị rất là yên tâm, không bị rò rỉ ga ra ngoài, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng phòng chống cháy nổ cực kỳ là tốt nhá. Một chiếc green light phím vặn này. Đây, mọi cảm biến hoạt động cực kỳ là tốt, lửa xanh tiết kiệm ga. Bên em đang bán với giá là 2,1 triệu nhé cả nhà. 2,1 triệu B1, 2,1 triệu đã bao gồm phí ship nhé cả nhà. Và em sẽ đi đến cho cô chú anh chị làm một chiếc green light. Green light cũng phím vặn nhé, dòng đơn giản này. Đây. Lò nướng nha cả nhà. Chiếc này thì cũng không giống hệt chiếc đầu tiên nha cả nhà. Đấy, các chức năng đều giống hệt chiếc đầu tiên, chỉ khác là bề mặt nhé. Bề mặt bên là màu đen, bề mặt của chiếc B1 là màu đen và bề mặt của chiếc B2 là màu ghi sáng nhé, màu ghi sáng này cực kỳ là đẹp nhé, cũng rất là sang trọng nhé cả nhà. Đây, lỗ thông hơi của lò nướng này, nắp thì được làm bằng inox nhé cả nhà, làm bằng inox này. Đấy, bo chi lửa thì được làm bằng nhôm hợp kim này, hợp kim nguyên khối nhé. Đây, bên trong bọng cực kỳ là sạch sẽ này, tim cảm ứng hoạt động thì cực kỳ là nhạy nhé. Đấy, cực kỳ là nhạy này. Kiềng được làm bằng thép chống hăn chống gỉ nha cả nhà, chống hăn chống gỉ này. Đấy, một chiếc bếp hoàn toàn giống chiếc đầu tiên. Đấy, chỉ khác về màu bề mặt thôi nhá. Chiếc này thì bên em cũng đang bán với giá là B2 nhé, đang bán với giá là 2,1 triệu nha cả nhà. 2,1 triệu đã bao gồm phí ship ạ. Và em sẽ đi sang tới chiếc thứ ba là một chiếc ba lô ma phím nhấn nhá. Một chiếc ba lô ma phím nhấn này cực kỳ là đẹp này, bề mặt men này, màu đen nhé cả nhà, màu đen thì rất là sạch sẽ. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Bo chi lửa thì được làm bằng nhôm hợp kim này, nguyên khối nhá. Có bít chấn dầu phía trên này giúp chúng ta không bị dầu trôi bắn vào trong lỗ này, làm bẩn lỗ ảnh hưởng đến cảm biến nhá. Đây, cực kỳ là sạch sẽ này. Tim cảm biến thì hoạt động cực kỳ là nhạy nhé cả nhà. Thép thì kiềng thì bằng thép chống hăn chống gỉ này, giúp chúng ta không bị hăn gỉ trong quá trình nấu nướng nhá. Đây, cực kỳ là đẹp luôn. Lỗ thông hơi của lò nướng này. Đây, ngoại hình của chiếc này thì khá là đẹp. Lò nướng này. Đây, lò nướng rất là đẹp nhá. Đây, rất là mới, giống như là rất là ít sử dụng nhá. Lò nướng của chiếc bếp này cực kỳ ít sử dụng. Đời của chiếc bếp này thì khá là cao nhá cả nhà. Đời khá là cao này, đời là tháng 10 năm 2021 nhá. Tháng 10 năm 2021. Cũng gần như là đời 2022 rồi nhá cả nhà. Một chiếc bếp cực kỳ là xịn sò luôn. Có cả khóa trẻ em nhá, cô chú anh chị không dùng thì khóa lại này. Trẻ con vào sẽ không bật được này. Đây. Chiếc bếp này thì phím thì bằng dạ quang nhá, phím dạ quang này. Trong tối thì sáng đèn cực kỳ là đẹp nhá cả nhà, cực kỳ là đẹp luôn. Đây. Đây, khóa trẻ em nhá. Khay đựng pin này. Đấy. Cô chú anh chị nào mà ưng chiếc bếp này thì cứ gọi vào liên hệ với em theo số điện thoại Zalo nhé, là 0397697664 nhé. Em Phúc sẽ test cũng như quay trực tiếp kỹ hơn, test lửa, test các tính năng cho cô chú anh chị xem nhé. Chiếc bếp B3 bên em đang bán với giá là 2,7 triệu nhé. 2,7 triệu đã bao gồm phí ship nhé. Một chiếc bếp Paloma đời 2021 với giá là 2,7 triệu đã bao gồm phí ship nhé cả nhà. Đấy, thể lệ mua hàng bên em thì cô chú anh chị cọc giúp em từ 2 đến 500 nhé, để em lấy phí vận chuyển đến tay cô chú anh chị ạ. Khi mà bếp tới tay cô chú anh chị thì cô chú anh chị đồng với shipper bên em sẽ được kiểm tra hàng, test hàng ok mới phải nhận hàng nhé, và thanh toán phần còn lại cho shipper bên em ạ. Đấy, cô chú anh chị nào mua hàng thì xin liên hệ với em theo số điện thoại Zalo là 0397697664 nhé. Em Phúc sẽ tư vấn nhiệt tình cũng như là chọn cho cô chú anh chị một chiếc thật là phù hợp ạ. Và đến đây thì em Phúc xin được tạm dừng video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.